Ngày 27 tháng 7, công ty khai thác kim cương lực APA Diamond có trụ sở tại Úc, thông báo viên kim cương hồng nặng 170 carat được đặt tên là Lulo Rose đã được phát hiện tại mỏ Lulo ở vùng đông bắc dầu kim cương của Angola. Theo lực APA Diamond, Lulo Rose là một trong những viên kim cương hồng lớn nhất từng được phát hiện. Chính phủ Angola, một đối tác của mỏ Lulo, cũng hoan nghênh phát hiện lịch sử về viên kim cương loại Aila nói trên một trong những loại đá tự nhiên hiếm và tinh khiết nhất, theo hãng tin AFP. Công ty kinh doanh kim cương Sodiam, thuộc sở hữu nhà nước Angola, sẽ tổ chức cuộc đấu giá quốc tế đối với viên Lulo Rose với giá dự kiến sẽ cao ngất ngửa.